Xin chào các bác nhé, lại là chiếc máy rửa bát TR3 em lên sóng phục vụ các bác này. Máy rửa bát bây giờ phải nói nó là rẻ như cho rồi. Cái giấc mơ máy rửa bát của người Việt mình thì nó dần thành hiện thực rồi các bác ạ. Nhà nào cũng với cái số tiền chiếc này em bán là 2,9 triệu nhé, thì gần như là bác nào bây giờ cũng có khả năng mua. Quá đơn giản với cái giấc mơ của máy rửa bát. Đấy. Tầm này năm ngoái thì chiếc này nó có giá là 5,5 triệu. Đấy. Mà đến thời điểm này năm nay thì nó còn 2,9 triệu. Thì đây là cái cơ hội em nói thật sự luôn. Đến bản thân em bán này còn không ngờ bây giờ nó rẻ như vậy. Nhập đầu vào rẻ thì bán rẻ cho các bác thôi, chứ không bao giờ có cái chuyện bán chặt chém các bác nhé. Về em nhập tận gốc, về dọn dẹp, vệ sinh, tính công, tính lãi, tính tiền bảo hành. Đấy, các kiểu là đấy, giá thành nó lên là 2,9 triệu. Quá rẻ luôn cho một chiếc máy rửa bát TR3 các bác nhé. Mã số 5 này. Về đây quang làm vệ sinh sạch đẹp nhé. Trắng trẻo cắt cho các bác luôn. Con này đời 2011 mà series máy là 1545. Ở đây là đây nhiều bác hỏi là lắp đặt nó có dễ không, thì em nói luôn nó lắp như máy giặt mà, lắp như máy giặt các bác. Đây là cái ống của máy giặt các bạn này, ống này nhá. Khi mà nhập về thì là nó thiếu rất là nhiều ống, thì em phải mua cái ống máy giặt này. Ống máy giặt em mua là 1,5 m này, nó có loại 3m 5m, thì em mua cái ống này là 40.000. Đấy, chính xác là mua nhiều là bán cho 40.000 chiếc. Thì các bác về là cái đầu này này, mình cấp vào vòi thôi. Còn cái đầu này thì mình xoáy vào máy, đằng sau này, xoáy như máy giặt mà. Đấy. Thì các bác đi mua thì nếu mua ống này thì các bác bán tôi cái ống của máy giặt. Đấy, ông mua ống máy giặt các bác nhé, chứ còn bảo mua ống máy rửa bát thì họ cũng chả biết ống máy rửa bát thế nào đâu. Chọc ra xoáy các bác xem này. Vì thực ra cái máy rửa bát nó chưa phải là thông dụng đối với nhiều người. Nhiều nhà có điều kiện thì họ mua những con máy mấy chục triệu ấy. Mà nói thật cái độ bền em nói thẳng em dám đảm bảo luôn nhé. Chả có ai dám bán máy cũ mở hàng các hàng liên doanh mà dám bảo hành 1 đến 3 năm như thỉnh thoảng đấy. Em vẫn bảo hành có 3 năm cho vui. Đây xóa xoáy đây này. Đây nhé. Đấy, cắm vào đây, xoáy ra là xong. Ở đây, thấy chưa? Ở đây đừng thoát vào bé tí. Cắm vào đây. Đường này đường sạc cặn của máy bơm. Đấy. Cái ống này thì đây các bác có cái bốn cái đầu này. Đặc thù của cái ống Nhật các bác nhá, ống Nhật zin nhá, thì nó không có cái bốn này đâu. Nó về nó không có đâu, nó chỉ có mỗi như này thôi. Thì các bác vẫn cứ rút bi này ra, các bác cài bình thường vào cái vòi. Mình mua cái vòi xả tự do đấy. Vòi đồng đấy. Mình kéo bi xuống mình cài vào bình thường. Còn cái ống mới này thì nó có cái bốn con lốc này. Đấy. Bác nào mà em đưa ống zin mà không có cái đầu này thì các bác có thể mua thêm một cái ống tàu này, các bác lấy cái đầu này tùy. Nhưng mà máy rửa bát thì thật sự giờ nó quá rẻ rồi, cái giấc mơ máy rửa bát em nói thật sự bây giờ thì nó quá là dễ dàng cho các bác rồi. Không còn khó khăn gì nữa, mình cứ mua một chiếc các bạn, tội gì giá thành bây giờ nó quá rẻ mà. Mua một chiếc về phục vụ gia đình của mình chứ, ăn uống ngày 3 bữa cơm mà. Nó rửa xong có cái ưu điểm của nó sấy khô nhá, sấy khô diệt khuẩn luôn, nước nóng 80 độ một các bác, đấy cực bền, không phải lo gì về chất lượng nhé. Em bán máy rửa bát em biết mà, bị như cái dòng máy này các bác có dùng 5-10 năm nữa thì cũng chả có vấn đề gì. Có thể là trông nó không sang như những cái máy đời mới liên doanh, nhưng em dám đảm bảo rằng cái độ bền của một con máy bãi này nó có thể bắt chấp con máy liên doanh luôn. 10-20 năm sau các bác vẫn có đồ để sửa, vẫn dễ sửa chữa. Nhưng máy liên doanh thì khó đồ lắm các bác. Đây, em nói thật luôn. 2,9 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm. 2,9 triệu bảo hành 1 năm cho chiếc máy này. Chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Tội gì mà không sắm ạ. Chào các bác nhé.